một đoạn clip hiệp 2. Tốt đấy. Rồi rồi, đá đi cùng tóm đi. Sao. Tốt. Xích tổng cáp à? Đóm đấy. Ủa nhá, đây khó thế. Hay quá gióm ơi. Tốt đấy. Thôi. Rơi kính nhỉ? Đá đi. Tốt
lỗi. Tách ra. Về. Cùng thép mày về kia. Rồi dí vào. Ok. Anh, sao đây? Ô kìa, dừng người kìa. Ok, kệ thằng cao phân ai đá. Vẽ ra ngoài cho lịch sự. Đúng trọng tài quá. Cái mặc bộ này giống trọng tài quá. Tốt thắng. Lên đi quân ơi, lên đi, có linh tô rồi, lên kéo lên kéo mẹ lên cho này cài lên quân. Ui kìa, ủa đá sau nguy hiểm quá bạn ơi, quả đau ấy. Quân này. Một bên. Ui kìa. Tốt đấy gióm. Tốt gióm. Lên quân. Đi đánh. Ok. Ôi dồi ôi, gió mơ giữ lại. To đồng ơi. Bé nhặt quả bóng chú. Tôi có ông tép ơi. Từ từ lại cầm bóng ạ. Thằng ơi chạy chỗ kia kìa. Thấy sao đây? Ủa nó bắt người thôi, xa nó bắt được đéo đâu. Từ từ để chú không cho người ta đá đi mẹ. Tối quá. Kìa. Tốt gióm. Ôi trời ơi. Tốt gióm ơi. Ôi trời ơi. Thắng quay. Chạy vào.
Lấy tạm quả đấy. Làm gì có quả nào đâu, hết rồi. Ông lấy tạm quả đã khởi động. Anh mượn tạm bên này rồi. Sang ngoài lấy bóng. Khánh ơi. Khánh. Bộ số cái. Đá chính xác người. Lên quân. Tốt con. Đây người. Hết rồi. Kia. Phí quá. Muốn tính ra đây. Di chuyển đi. Tốt thắng. Các bay bảo Khánh quay hộ cái. Ra kia bảo Khánh quay hộ cái. Bảo Khánh quay hộ cái động cái. Khó quá. Đổi bóng. Đổi bóng này. Ra ngoài đi, gió mây. Gọi thêm. Rồi xong tình huống rồi. Cô tôi cả. Tôi bao nhiêu ạ? Mình quay chậm lắm rồi. Thế khoảng 15-20 rồi. Tập trung rồi ạ. Khoảng 20 phút rồi đấy. Không. Quay chậm 5 phút. Khoảng gần 20 phút rồi. Cứ chạy qua. Mới 15 phút thôi. Nhưng mà đá chậm 5 phút mà. Không phải quay đéo đâu. Ờ đúng rồi, đá chậm 5 phút. Đá
Đầu mẹ ơi. Lùi về, tung gió mày lùi về cho mình tí. Tung gió mày chạy về, chạy về. Và vào đây lên lên đi bóng lại đi. Tốt. Cứ giữ bóng lại không gió ơi. Chạy một tí đây. Giữ bóng lại mới chạy được. Quả bóng đấy lại ngon, thịt mẹ Ali lại đéo đam được. Ờ, được rồi đấy lại ngon. Tốt, tốt rồi. Giữ bóng lại, ông gióng, giữ bóng lại, tốt.
Tốt đấy, sang vắt trong kia. Ôi lùi về tranh bóng luôn, về lùi về luôn tụi nó. Rồi giữ bóng lại. Rồi hết rồi. Tuấn ơi vào ghi bàn nhé Tuấn nhá. Phát huy cái duyên nhá. Phát huy cái duyên nhá Tuấn ơi. Bắt người đi, bắt người đi. Anh em mỗi người bắt người vào đi. Giữ bóng lại, làm gì, không ai đâu. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Lùi về đây, lùi về đây. Tốt đấy, Ali ơi, phải tốt đấy. Vào giờ soạc đi tí nữa ăn đấy. Quan trọng vào, quan trọng vào. Đây là nó, lo đá bổng lên, kệ nó. Ta. Cắt đi. Ai ra quay cho Khánh đi. Ai đứng ra quay cho Khánh đi. Thằng vào, thằng vào, thằng vào. Phải lên. Thank you.
ba để tay còn cầm bia không? Rồi rồi, ai ai sao xong rồi xong rồi. Đang kia đang kia. Đá đi, đá đi. Ba mươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không về nữa, đang thấy rồi. Chụp lại. Đây là chân B đây. Chân B này. Đây chân B thoáng như này nó đập cho nó. Cầm lên. Lộ mẹ rồi, lúc này lộ. Đá từ lúc nó chưa ra ấy. Không phải lấy ở ngoặt tiếp. Mẹ đã muộn rồi, ngoặt tiếp luôn. Thay người. Okay.
Tiếp đi.